Xin chào các bạn đã đến với channel ngày hôm nay, nơi mà các bạn có thể nhận được nhiều tài liệu và tin tức liên quan tới tiền kỹ thuật số. Như thường lệ, đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Thì Thuận vừa mới về tới New York và cũng vừa mới vào khách sạn. Và bây giờ là khoảng 10 giờ 30 tối ở New York. Cho nên Thuận cũng muốn làm một cái video ngắn cho các bạn biết được tình hình của thị trường. Thực sự mà nói là ngày hôm nay cũng không có nhiều tin tức liên quan đến thị trường. Và trước khi bắt đầu thì cũng như thường lệ, khi mà nhấn nút thích hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để nhận được những tin mới nhất, và hãy chia sẻ video này để các bạn khác kiếm được tài liệu này dễ dàng hơn. Thì chúng ta nhìn vào thị trường ngày hôm nay là phần đông đã đi lên. Chúng thấy là tương đối hôm nay cũng một ngày tốt. Trong cái top 100 này, chúng ta thấy là cái đồng mà dẫn đầu trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua là đồng Bitcoin Cash là lên 10%. Sau đó đồng VChain cũng lên tương tự là 10%. Chúng ta thấy là ngày hôm nay không có đồng nào gọi là nổi bật. Chúng ta đã thấy được là tuy là đồng Bitcoin Cash lên 10%, nhưng mà trong thị trường này, altcoin lên 10% là một chuyện rất bình thường. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào thì những đồng khác cũng đi lên phần đông nhưng mà không có đáng kể. Như chúng ta thấy là đồng Bitcoin hầu như là dập chân tại chỗ, lên là không tới 1% ngày hôm nay. Chúng ta nhìn vào vốn hóa thì đã tăng lên thêm một phần so với ngày hôm qua. Ngày hôm qua chúng ta thấy được là khoảng 345 tỷ, bây giờ là 353 tỷ. Thì chúng ta thấy được là phần trăm của đồng Bitcoin cũng đã giảm đi một phần nhỏ là 37,3% hiện bây giờ. Nhìn vào biểu đồ thì đây là biểu đồ của đồng Bitcoin trên sàn Coinbase, một con nến là 4 giờ. Thì thực sự nói chúng ta cũng không có cần phải dùng quá nhiều thời gian, tại vì chúng ta thấy là không có nhiều thay đổi hiện bây giờ. Đồng Bitcoin vẫn tiếp tục để mà tiến về phía trước, và càng ngày lại càng bị dồn một cái góc, và chúng ta phải chờ để biết được kết quả là sau khi Bitcoin dồn tới cái góc cuối cùng này thì là sẽ phản ứng ra sao, là sẽ lên mạnh hay là xuống mạnh. Và tôi nghĩ là chúng ta phải chờ thêm vài tuần nữa mới có được kết quả hiện bây giờ. Và trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta thấy đồng Bitcoin đi lên đi xuống là khoảng chừng là 7.600 đô cho đến là 7.700 đô hiện bây giờ. Chúng ta nhìn vào thì chúng ta đã biết là đồng EOS họ đã kích hoạt cái mainnet của họ, và vẫn còn chờ thêm nhiều chi tiết. Chúng ta thấy là hôm nay không có nhiều chi tiết liên quan tới mainnet của họ, tại vì chúng ta biết là có thành công hay không và có sự cố nào hay không, chúng ta phải tiếp tục chờ. Tại vì cái cách mà họ đưa ra mainnet là họ sẽ đưa ra cái mã nguồn chính, và bất cứ đội nào có khả năng đều có thể lấy cái mã nguồn đó để mà bắt đầu kích hoạt cái blockchain của đồng EOS. Và sau đó blockchain nào sẽ được ưa chuộng nhất, cái chuỗi nào sẽ được nhiều người quan tâm nhất là sẽ trở thành cái chuỗi chính thức của đồng EOS. Chúng ta phải tiếp tục để mà chờ thêm tin tức. Và hôm nay thực sự cũng không có nhiều tài liệu. Trước hết là chúng ta thấy là càng ngày lại có càng nhiều sàn giao dịch hướng về Việt Nam. Thì bây giờ tôi cảm thấy là Việt Nam một cái thị trường rất có tiềm năng ở trong tiền kỹ thuật số này. Và chúng ta cũng đã biết là bây giờ là ngay cả sàn Bithum cũng đã đưa ra tin tức là cái mục tiêu kế tiếp của họ chính là Việt Nam, và họ sẽ đưa ra một cái số khuyến mãi cho những người nào mà mới tham gia vào sàn của họ để được giao dịch miễn phí trong vòng 30 ngày. Thì đây là những tin tức sơ bộ mà họ đã đưa ra. Khi mà chúng ta biết được thêm tài liệu, tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Kế đó nữa là một tin tức, là thực sự tin tức này chúng ta cũng đã rất là quen, tại vì càng ngày lại càng có nhiều giám đốc từ những công ty lớn bỏ công ty của họ để mà đi qua thị trường tiền kỹ thuật số và đi qua blockchain. Bây giờ cũng là ngày hôm nay cũng là một tin tức tương tự như vậy. Chúng ta thấy là một giám đốc mà trước đây đã dẫn đầu ở trong cái bộ phận liên quan tới quản lý rủi ro của công ty Thomson Reuters thì bây giờ cũng đã bắt đầu để mà dựng lên một công ty liên quan tới blockchain. Thì iComply này là chuyên về làm những việc như là KYC, họ sẽ làm những cái sản phẩm liên quan đến KYC và những sản phẩm để mà những công ty liên quan đến tiền kỹ thuật số có thể dễ dàng để mà đáp ứng cái nhu cầu của pháp lý được đưa ra. Và KYC là một cách mà chứng minh thân phận, và đây là cũng là một chuyện mà chúng ta không thể nào tránh khỏi là rất bình thường. Bây giờ là hầu như sàn lớn nào như là sàn Binance cũng bắt phải KYC, khi mà các bạn mua ICO cũng phải là chứng minh thân phận. Và ngay cả bây giờ những bạn nào mà sử dụng localbitcoin.com thì cũng phải chứng minh thân phận, tại vì đây là những điều rất cơ bản, những tài liệu cơ bản để chống những việc như là khủng bố và rửa tiền. Cho nên khi một sàn nào đó bắt các bạn là xác minh thân phận là một chuyện rất bình thường.
Và nhiều bạn có nhiều mối lo ngại là tại vì các bạn phải chứng minh thu nhập. Thực sự mình nói là cái chứng minh thu nhập này là phần đông chỉ là các bạn chọn trên màn hình là thu nhập này là nguồn từ đâu, như là các bạn đi làm được trả lương hay là tiền này là từ đâu có, thì các bạn chỉ cần chọn. Và nếu như họ có câu hỏi nào họ sẽ hỏi các bạn. Nhưng mà phần đông nếu như các bạn giao dịch số nhỏ thì phần đông các sàn giao dịch cũng sẽ không có quan tâm nhiều. Và đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. KYC, chứng minh thân phận, là một điều rất là căn bản. Và hầu như là trong thị trường tài chính chính thức là bất cứ nơi nào cũng bắt các bạn phải KYC trước khi mà họ chấp nhận các bạn giao dịch trên sàn của họ. Kế đó nữa là tin tức được đưa ra từ Tây Ban Nha, thì chúng ta cũng đã biết là Tây Ban Nha là một nước mà hiện bây giờ là đang đối đầu với nhiều khó khăn liên quan tới quốc gia của họ về vấn đề là tài chính và chính trị hiện bây giờ. Và đây cũng là một trong những lý do tại sao mà họ lại muốn thúc đẩy tiền kỹ thuật số, và họ cũng đưa ra một cái luật sơ bộ liên quan đến tiền kỹ thuật số tương tự như chúng ta nghe nói tới liên quan tới những nước như là nước Anh hay là nước Nga gần đây. Thì cái mà họ đưa ra là những cái mà luật sơ bộ, những luật sơ bộ này là nếu như các bạn là một công ty liên quan đến tiền kỹ thuật số thì các bạn có thể là đăng ký, và nếu như được chấp nhận thì các bạn có thể là làm một cái ICO hay là mở sàn giao dịch hay là bất cứ dịch vụ nào liên quan đến tiền kỹ thuật số dựa theo cái luật mà họ đã đưa ra. Nhưng mà đây không phải là áp dụng cho tất cả mọi người, đây chỉ là một cái luật sơ bộ. Và khi mà các bạn chấp nhận để mình đi theo luật này thì họ sẽ quan sát coi coi cái luật này có hiệu quả hay là không. Thì đây là cách mà họ làm hiện bây giờ, và đây là cũng là một điều mà họ đang gấp rút. Tại vì nếu như mà những việc liên quan tới là khủng hoảng chính trị thì thường sẽ dẫn tới là những việc khủng hoảng tài chính. Và chúng ta cũng đã biết là cái vùng mà nước Tây Ban Nha hiện bây giờ, cái vùng mà Nam châu Âu thì thường là không có mạnh so với cái vùng như là Bắc châu Âu liên quan tới kinh tế hiện bây giờ. Thì đây là những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Thì ngày mai Thuận sẽ chia sẻ thêm video với các bạn, hy vọng là chúng ta nhận được nhiều tin tức ngày mai, và hello bạn ngày mai, tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này. Các bạn đừng quên nhấn cái nút like, và những bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để nhận được những thông tin mới nhất. Và những bạn nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức nằm ở phía dưới cái video này. Tạm biệt các bạn.